sống một mình. Nhà xa cơ sở y tế, không thể nhập viện kịp thời khi bệnh trở nặng. Gia đình không có khả năng theo dõi sát. Trẻ từ 1 tháng đến 1 tuổi. Người thừa cân béo phì. Phụ nữ có thai. Người trên 60 tuổi. Người có bệnh mạn tính đi kèm như thận, tim, gan, hen, bệnh phổi tắc nghẽn kém kiểm soát, đái tháo đường, thiếu máu, tan máu. Còn phần lớn trường hợp mắc sốt xuất số huyết, đăng di điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở chủ yếu là điều trị triệu chứng theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc để xử trí kịp thời